áo VTV Bình Điền Long An dưới dạng cho mượn từ Vĩnh Long. Hà Ngọc Diễm theo cảm nhận của chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều về thái độ cũng như tự tin hơn trong chuyên môn. Cùng với Thanh Thúy, sự có mặt của Ngọc Diễm đã giúp cho VTV Bình Điền Long An sở hữu bộ đôi chủ công uy lực nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lúc này, với riêng cá nhân Diễm, cô mong chờ một danh hiệu vô địch quốc gia hơn bao giờ hết. Thì so với Vĩnh Long ngày trước thì cũng đã từng vô địch, nhưng mà lúc đó thì chưa có sự hiện diện của em. Nếu như mà năm nay có thể giúp được Long An giành được ngôi vô địch đó thì đối với em rất là vui, rất là quan trọng đó với em. Quyết tâm của Diễm cũng chính là quyết tâm chung của thầy trò câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Bởi ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đổi ngôi ở bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở thành cơ hội chia đều cho những cái tên có thực lực. Mặc dù mọi người không nói, mấy chị không nói, nhưng em cũng cảm thấy, em cảm nhận được là mọi người, kể cả thầy, các thầy cũng cố gắng, mọi người đều quyết tâm để giành được ngôi cao nhất. Chung của thầy trò câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Bởi ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đổi ngôi ở bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở thành cơ hội chia đều cho những cái tên có thực lực. Mặc dù mọi người không nói, mấy chị không nói, nhưng đất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lúc này, với riêng cá nhân Diễm, cô mong chờ một danh hiệu vô địch quốc gia hơn bao giờ hết. Thì so với Vĩnh Long ngày trước thì cũng đã từng vô địch, nhưng mà lúc đó thì chưa có sự hiện diện của em. Mặc áo VTV Bình Điền Long An dưới dạng cho mượn từ Vĩnh Long, Hà Ngọc Diễm theo cảm nhận của chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều về thái độ cũng như tự tin hơn trong chuyên môn. Cùng với Thanh Thúy, sự có mặt của Ngọc Diễm đã giúp cho VTV Bình Điền Long An sở hữu bộ đôi chủ công uy lực. Nếu như mà năm nay có thể giúp được Long An giành được ngôi vô địch đó thì đối với em rất là vui, rất là quan trọng đó với em. Quyết tâm của Diễm cũng chính là quyết tâm